Chúng ta đang có gì đây, một anh chàng hút các bạn. Wow, sao anh ta rất là bực mình luôn nha. Anh ta đấm một cái anh chàng Iron Man kia bay lên trời luôn à. Wow, anh ta lấy một tảng đá rất là to luôn các bạn ơi. Anh ta chọi vào anh chàng Iron Man văng mút chỉ luôn các bạn. Wow, sức mạnh quá đỉnh. Hi, xin chào các bạn nha các bạn ơi. Đây mình đang có một cái thao nè các bạn ơi. Trong đây có rất là nhiều nước luôn nha, cực kỳ là nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Đây mình cho các bạn xem coi trong đây có đồ chơi gì nha các bạn ơi. Một anh chàng con quái vật Student Head Monster bạn ơi. Người loa nha các bạn, ở trên đầu nó tận hai cái loa luôn kìa, trông đáng sợ chưa. Wow, có thêm gì đây, một anh chàng Spider-Man người nhện màu đỏ nữa các bạn ơi, trông anh ta rất là mạnh khỏe luôn các bạn ơi. Ơi, anh ta rất là mạnh luôn nha các bạn. Mình còn phát hiện thêm gì đây, một con khủng long Ankylosaurus màu cam các bạn ơi. Trên lưng của nó rất là nhiều những cái gai các bạn ơi. Nó di chuyển bằng 4 chân nha các bạn ơi, trông nó rất là mạnh khỏe luôn nha. Con này giống con nãy các bạn ơi. Đây có thêm gì đây, một anh chàng Captain America màu xanh dương các bạn ơi. Wow, chúng ta đã có gì đây, một anh chàng Captain America các bạn, đang rượt thêm một chiếc xe màu đỏ nha, anh ta đang lấy súng bắn nè. Wow, chiếc xe này cũng không hề hấn gì đâu các bạn ơi, nó không chịu dừng lại. Thì đấy, có một cái hình ngôi sao màu trắng các bạn, ở anh ta là một người đội trưởng nha các bạn ơi, rất là giỏi luôn các bạn ơi. Anh ta còn có thêm một cái khiên trông cực kỳ đẹp luôn nha. Mình phát hiện thêm gì đây, một chiếc siêu xe các bạn ơi. Chiếc xe này màu sắc sặc sỡ chưa, nhìn nó rất là nhiều màu luôn nha các bạn. Chiếc này chạy chắc là nhanh lắm nha các bạn ơi. Wow, đây chúng ta có thêm gì đây, một con khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Ở cũng là một cam nha, trên lưng của nó kìa có một cái cánh bườm rất là to luôn các bạn ơi. Ở cái vảy của nó đó các bạn, ở cũng là màu đỏ trông rất đẹp luôn. Thêm con đây gì đây, mình biết con này nè các bạn ơi, đây là con khủng long Dilophosaurus nha các bạn. Ở phần dưới của nó thì màu tím, phần trên của nó thì màu xanh lá cây nha. Nó có hai cái sừng trên đầu nó nè các bạn ơi. Thấy chưa, nó di chuyển bằng hai chân nha các bạn. Đây có thêm gì đây, một chiếc siêu xe của anh chàng Spider-Man người nhện các bạn ơi. Chiếc xe màu đỏ chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Chiếc này có thể chạy lên trên tường luôn nha các bạn ơi. Wow, có thêm gì đây, một anh chàng Iron Man người sắt màu đỏ các bạn ơi. Wow, chúng ta đã có gì đây, một anh chàng Iron Man các bạn. Wow, anh ta đang chuẩn bị phóng ra cái chiêu rồi. Wow, nguồn năng lượng mà xanh dương rất là mạnh luôn nha, nổ cái đùng luôn các bạn, quá là dữ nha. Wow, bắn. Anh ta rất là cứng cáp luôn nha các bạn, để mình test cho các bạn xem nha. Các bạn thấy anh ta cứng không? Đây, một con hớt kia quốc kim màu xanh lá cây các bạn ơi. Đấy, hàm răng của nó rất là sắc nhọn các bạn, nó có hai cái sừng nữa kìa. Nó có một cái nơ màu đỏ nha các bạn ơi. Có thêm gì đây, một anh chàng quay big màu đỏ các bạn ơi, có hai cái sừng trên đầu nha. Anh ta đến từ Ben 10 nha các bạn. Piu 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 piu. Một anh chàng Rainbow Fendrin, anh chàng này màu xanh lá cây nha các bạn ơi. Đấy, có hai con mắt lòi ra ngoài các bạn, trông anh ta cực kỳ thân thiện luôn nha. Hello hello. Killy Willy, một con quái vật màu xanh lá cây các bạn ơi. Đấy, hàm răng của nó rất là sắc nhọn luôn, 5 con mắt luôn nè các bạn. Ở móng vuốt kìa, rất là ghê luôn nha.
À, một anh chàng television headmaster bạn ơi. Một con quái vật đang đội trên đầu là một chiếc tivi các bạn ơi, có hai cọng anten đó nè, trông thấy ghê chưa kìa, chân ta nó chạy thòn lòn luôn. À, một anh triple Spider-Man các bạn ơi. Chàng này tới tận 3 cái loa trên đầu luôn nha, đang mặc bộ đồ màu đỏ nè các bạn ơi. Có một cái súng thần công trông rất là mạnh luôn nha các bạn ơi. À, một anh chàng Spider-Man các bạn ơi. Anh chàng này hả là cái đầu một cái loa màu đen các bạn ơi, mặc cái áo sơ mi màu tím nha các bạn. Trông khá là lịch sự nha các bạn ơi. À, một anh chàng Ray Master ngựa đến từ bên trên nha các bạn. Ấy, cái đầu anh ta là màu đen các bạn ơi, đang mặc bộ đồ màu đỏ các bạn, đang đứng chống nạnh kìa, thấy ghét không? À, thêm gì ta, một toilet hamster đang đội trên đầu của nó là một cái bồn cầu màu trắng nha các bạn ơi. Thì đợi, còn một con quái vật trông rất là đáng sợ luôn nha. À, một anh chàng Rainbow Fan Red các bạn ơi. Vậy này có cái đầu màu đỏ các bạn ơi, có hai con mắt đen màu đen lòi ra ngoài các bạn ơi. Mặc bộ đồ màu trắng trông cực kỳ lịch sự luôn các bạn ơi. À, Toilet Skibby một. Anh chàng này đang ngồi trong chiếc bồn cầu màu xanh lá cây nha. Ở trông rất là quái dị luôn các bạn ơi, trông thấy ghê chưa kìa. À, có thêm gì đây, một anh chàng banh banh màu đỏ các bạn, có hai cái sừng trên đầu nha. Đây. Lè lưỡi các bạn ơi, rất là buồn cười luôn các bạn ơi. À, thêm gì đây, một Siren Hamster bạn ơi. Một... người con quái vật người loa nha các bạn, ở nó màu tím các bạn ơi, ở tới tận 6 cái loa luôn nha, thấy ghê chưa kìa. À, một con hớt kiểu kia màu xanh dương các bạn ơi. Hàm răng của nó rất là sắc nhọn luôn nha các bạn. Ủa, nó có một cái nơ màu đỏ trông rất là đẹp luôn. Đây, một con khủng long Stegosaurus màu hồng nha các bạn ơi. Ở trên lưng của nó kìa, rất là nhiều những cái vảy màu đen luôn nha. Phần đuôi nó còn có gai nha các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Đây, có thêm gì đây, một anh chàng Spider-Man người nhện màu đỏ nha các bạn ơi. Các bạn thấy không, có hình con nhện màu đen ngay trước ngực các bạn ơi, trông rất là ngầu luôn nha các bạn. Ai có thêm gì đây, một anh chàng Superman các bạn ơi. Ơi, mặc bộ đồ màu xanh dương các bạn, có một cái quần xịp màu đỏ nha các bạn ơi. Wow, trông anh ta rất là đẹp luôn. À, một con khủng long T-Rex các bạn, con khủng long bạo chúa màu đỏ các bạn ơi. Nó cắn mình nha các bạn ơi, cái răng nó rất là sắc nhọn luôn các bạn ơi. À, một con thỏ Bunny Bunzo màu vàng các bạn, nó có cái sừng trên đầu nha. À, đó, con thỏ màu vàng trông rất là kinh dị luôn nha. À, một con chàng hút các bạn ơi, người khổng lồ xanh nha các bạn, bụng sáu múi cơ bắp cuồn cuộn luôn các bạn ơi.
trông rất là đẹp luôn nha. Ấy anh ta công trông kìa, rất là hung hăng luôn các bạn ơi. À Rainbow Friend, một anh chàng này màu xanh lá cây các bạn ơi. Có một cái dương miệng màu vàng trên đầu nha. Ấy anh ta đang chảy nước miếng đó các bạn ơi, trông rất là buồn cười luôn. Ấy bye bye các bạn nha. Bye bye. Hi, xin chào các bạn nha các bạn ơi. Đây mình đang có một chiếc xô các bạn ơi. Hôm nay mình lại đi nhặt đồ chơi tiếp nha. Một chiếc xô màu xanh nè, rất là đáng yêu luôn. Ten 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 ten. Hôm nay đỡ quá các bạn ơi. Hôm nay đi một cái là thấy hết tất cả đồ chơi luôn rồi các bạn ơi. Khỏe chưa? Nhặt về thôi, nhặt về thôi. Đây có gì đây? À, một con hất kiểu ghi màu xanh dương các bạn ơi. Thấy rằng của nó rất là đáng sợ luôn. Con này thì nổi tiếng rồi, chắc là nhiều bạn nhỏ ở đây biết lắm đúng không? À, đây là một con Rainbow Friend các bạn ơi. Nửa thân nó màu hồng, nửa thân nó màu xanh đó các bạn ơi. Nó đang đội trên đầu là một chiếc dương miệng màu vàng nha. Là hai. À, hất ghi quốc ghi màu xanh lá các bạn ơi. Ê, ha ha, con này được nâng cấp nè các bạn ơi, mạnh hơn rồi nha. À, Raymaster, anh chàng người ớt đến từ Ben 10 các bạn ơi. Yes, a perfect double helix. Đó, cái đầu màu đỏ đang mặc bộ đồ màu đỏ. À, cái đầu màu đen đang mặc bộ đồ màu đỏ nè các bạn ơi, dễ thương chưa? À, con hớt ghiếu ghiếm màu xanh lá các bạn ơi. Con này thì level 1 các bạn ơi. Đó, răng của nó nè các bạn ơi. Đó, con này thì cùi hơn con nãy các bạn ơi. Captain Feudal các bạn ơi. Một... con màu xanh dương nè nha. Đó, nó cờ bóc cực kỳ lực lưỡng luôn. Đó, nó có hai cái răng nè các bạn ơi. Ghê chưa? Một con chim Opila các bạn ơi. Con... Opila, please, calm down. Chiếc Opila màu hồng nha, nó có hai cánh màu tím đó các bạn ơi. Đó, cái chân với lại cái mỏ nó màu vàng các bạn ơi, đẹp chưa kìa. Và một con Husky Wookie màu xanh dương các bạn ơi. Nó mới bị ăn cát các bạn ơi, ăn cát nha. Đó, nó có cái nơ màu trắng các bạn ơi, chỉ còn trong con này rất là dễ thương luôn. À, bỏ vô thôi, bỏ vô thôi. À, Rainbow Fan Dream các bạn ơi. Con này màu xanh lá cây nha, trong con này cực kỳ thân thiện luôn đúng không nào? À, bánh Palena các bạn ơi. Wrong. Cô nàng màu trắng nè, có một cái nơ màu hồng các bạn ơi. À, thích cô này chưa? Đấy, đem về thôi. À, Toilet Hat Monster các bạn ơi, đang đội trên đầu là một chiếc bồn cầu màu trắng nha. Rất là buồn cười luôn. Đó, cái thân anh ta thì màu hơi hồng hồng nè các bạn ơi. À, Jeffy Light Hat Monster các bạn ơi. Đang đội trên đầu là một chiếc cây cột điện giao thông nha, màu đỏ, màu vàng với màu xanh các bạn ơi. Đó, trong con này rất là thân thiện đúng không? Rainbow Friend.
con này thì đang chảy nước miếng các bạn ơi. Đó, có một cái dương miệng màu vàng trên đầu luôn nè. Trong con này mập ú các bạn ơi. Con này mập hơn các bạn. Con này chúng ta có đây giống như một con sứa các bạn ơi. Con sứa mà đỏ có một con mắt nha. Nó tận 6 cái chân luôn các bạn ơi. 6 cái chân là 6 cái dội các bạn ơi. Ghê chưa? Bỏ vô thôi. Một con baby long leg các bạn ơi, màu vàng nha. Đó, đây mặt chiếc tả màu trắng này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ơi, dễ thương rồi. Ok vô. Rainbow Fin Red các bạn ơi. And tapped into her motherly instincts. I for one never thought I'd see the day. Red, what are you doing here? And how did you find us? How you silly girl. You think that... Thì đã thấy một anh chàng này đang đội một đang mặc cái đầu màu đỏ các bạn ơi. Đó, chiếc mặc đồ vest màu trắng trông rất là lịch sự luôn nha. Hai. Con này thì nãy giống con kia thôi các bạn ơi. Đó, Rainbow Hức Yêu Chi. Đây còn có thêm ai đây? Một con Rainbow Frame Purple nữa các bạn ơi. Đẹp chưa? Cái đầu nó hình tròn nè các bạn, chân tay nó dài sọc các bạn ơi, dài sọc mà thon nữa các bạn. Hớt chi của kia một con màu đỏ các bạn ơi. Đấy, con này thì có cái nơ màu tím các bạn. Thích chưa? Giống con này nè các bạn ơi. Đây, đem bỏ vô luôn. Ban ban các bạn ơi, con này màu đỏ nha. Squawk. I guess I'm evil now. Good job, now go. You have a new mini game to show them. Nó có hai cái sừng trên đầu đây các bạn ơi, nó đang chảy nước miếng các bạn ơi. Đấy, ghê quá, vô luôn. Đấy, con này vô luôn. Bunny Bunzo các bạn ơi. Một con thỏ màu vàng nha, có một cái sừng trên đầu các bạn ơi, nó đang cầm cái chảo đập nha các bạn ơi. Kìa là tiếng động rất là kinh dị luôn các bạn ơi. Đó, đáng sợ chưa? Rainbow Frame Purple nè các bạn ơi. Đó, có cái nón màu đỏ trên đầu nè các bạn ơi. Đó, anh ta đang cười với chúng ta các bạn ơi. Đó, rất là thân thiện luôn nha. Chân ta thì dài sọc các bạn ơi. Jumbo Joss các bạn ơi. Còn này thì màu xanh lá cây nè các bạn ơi. Đó, con này rất là thân thiện luôn. Đó, thân hình thì nhỏ nhắn xinh xắn mà đáng yêu là biết bao nhiêu luôn các bạn ơi. Đây là có một anh chàng màu xanh dương khác nè các bạn ơi. Đó. Có một cái băng tay màu vàng các bạn ơi. Đó, rất là dễ thương luôn. Đó, trên đầu anh ta là cái tóc anh ta giống cục kẹo các bạn ơi. Dễ thương quá các bạn ơi, bỏ vô thôi. Đó, đây là một con hớt dĩa cookie màu xám đó các bạn ơi. Đó, đang giơ hai tay đầu hàng luôn. Bắt tôi về đi, bắt tôi về đi. Rồi, bắt về luôn. Đây, có một anh chàng Diamond Head các bạn ơi, màu vàng nha. Quick, slimy. There's a triple cheeseburger with my name on it. Đó, có một cái nút bấm các bạn. Piu, 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 piu. Đó, có một cái sừng như đầu các bạn ơi. Đó, màu vàng rất là đẹp luôn, trông rất là cứng cáp luôn nha. Đây có thêm một anh chàng Siren Hamster các bạn ơi, màu tím nha. Đó, tận 6 cái loa luôn các bạn ơi. Hãy 6 cái loa được 6 người cùng lúc luôn các bạn ơi. Ghê quá các bạn ơi. Rainbow Frame Pink, con này màu hồng các bạn ơi. Nó có hai con mắt nè các bạn, nó không có tai đâu, nó chỉ có hai cái chân thôi. Hàm răng của nó thì cực kỳ là sắc nhọn các bạn ơi, trông rất là đáng sợ luôn nha. Daddy Long Legs các bạn ơi. Một người ba, người bố nè các bạn ơi. Là họ có hai cái râu nè các bạn, nó đang có một đội trên đầu là một cái nón màu đen nha, rất là đẹp luôn đúng không? Một con sư tử các bạn ơi. Lions are some of the most formidable creatures on the planet.
Their impressive size and appetite. Một chú sư tử có cái bờm rất là to luôn các bạn ơi. Chú sư tử là một động vật ăn thịt nha, nó săn mồi rất là ghê luôn. Các bạn nhớ cẩn thận tránh xa nó ra nha. Chú tể sơn lâm đó các bạn ơi, không có đùa được đâu. À, đây còn có thêm một con shit head monster các bạn ơi. Đang đậu trên đầu là một cục phân các bạn ơi, trông rất là buồn cười luôn nha. Dễ thương chưa? Đây bỏ vô luôn, con này thì bỏ vô luôn các bạn ơi. Thấy chưa? Đi một xíu là có đồ chơi liền các bạn ơi. Đấy, cần gì mà phải mua đúng không? bye bye các bạn nha. Bye bye.